Tối ngày 26 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành phá chuyên án và bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một lượng lớn ma túy, ketamin và thuốc lắc. Vào thời điểm trên, tại tuyến đường núi Thành, thuộc địa bàn phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành bắt quả tang Bùi Xuân Mạnh, 35 tuổi, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, đang bán ma túy cho Nguyễn Khắc Hà Trang, 28 tuổi, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thu giữ trên người Trang 7 viên thuốc lắc và 2 gói ketamin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh, công an quận Hải Châu tiếp tục phát hiện 34 viên thuốc lắc, 5 gói ketamin, một cân điện tử và nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận do không có việc làm nên thường xuyên lấy ma túy từ Mạnh về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Được biết, Mạnh từng có nhiều tiền án về hành vi liên quan đến ma túy. Thử test nhanh, cả hai đều dương tính với chất ma túy.